Xin chào quý vị và các bạn. Hôm nay tôi mời quý vị khám phá một mẫu xe siêu lướt tại Toyota Tân Cảng nha quý vị. Một mẫu xe mà Toyota Tân Cảng cũng thực hiện theo chương trình là đổ xe cũ lấy xe mới, nhưng mà thực ra đây là mẫu xe lướt luôn. Xe chỉ chạy có 5.000 km thôi quý vị, đời 2019. Đây là mẫu Honda CR-V quý vị, phiên bản trục cơ sở kéo dài, phiên bản L. Thì mẫu xe này quý vị bán cái mẫu xe này để đổi lên cái mẫu dòng xe cao cấp hơn của Toyota. Thì hôm nay tôi mời quý vị cùng tôi khám phá chi tiết cho bây giờ mẫu xe Honda CR-V này. Mẫu xe này hiện tại chạy khoảng cỡ 5.100 km, mang bản số tại thành phố Hồ Chí Minh và được Toyota Tân Cảng rao bán trong tháng 4 2021 này với mức giá đó là 1.025.000.000 đồng. Thì bây giờ tôi mời quý vị hãy cùng tôi khám phá chi tiết mẫu xe này ạ. Xin mời quý vị. Đối với những cái mẫu xe lướt này á, thì tôi nghĩ để quý vị tự cảm nhận thì nó sẽ hay hơn. Đây, chất lượng y như xe mới, không khác gì xe mới hết ạ. Mới chạy chỉ có 5.144 km ạ. Đây, màu là màu đen quý vị. Và xe này thì mang bản số tại thành phố Hồ Chí Minh. Vì vậy quý vị nào mà có hộ khẩu tại thành phố Hồ Chí Minh á, thì đỡ tốn tiền bản số 20 triệu nha quý vị. Nè, quý vị nhìn nè. Một màu đen rất là liền lạc từ phía trước đến phía sau. Đó. Đó. Đây quý vị thấy nè, phần đầu xe nè. Cụm đèn nè, y như xe mới nha quý vị. Đó. Rồi lưới tản nhiệt nè, nước sơn nè. Đó. Không có gì phải bàn nha quý vị. Đèn sương mù nè. Đó. Đối với mẫu xe này thì khi về chúng tôi chỉ có tiến hành làm đẹp thôi ạ. Không sơn bất kỳ gì ạ. Đây, bộ vỏ nè, bộ mâm nè quý vị. Quý vị thấy không? Y như là mới ha. Nè, rồi phía bên hông nè. Đó, quý vị thấy không? Xe có dán phim rồi, có bệ bước chân. Đó, có đầy đủ hết để quý vị phục vụ gia đình rồi. Thường những mẫu Honda CR-V thì thường đa số là quý vị sẽ mua để chạy gia đình quý vị ha. Đó, không gian lái thoáng đãng. Đây có camera dè rồi nè. Đó. Rồi ở dưới là cảm biến dè nè. Đó, cảm biến dè và cảm biến gốc để tăng cái độ an toàn khi mà quý vị lái xe. Đây. Đó. Quý vị thấy không? Nhìn tổng thể của chiếc xe nè. Phải nói là nó rất là liền với nhau ha. Đây. Đây tổng thể đây ạ. Này. Như tôi nói quý vị là y như xe mới ha. Nè. Bộ ghế da này, đó, rồi bảng tắp lô nè, đó, cần số, đó, nói chung là nội thất bên trong thì không khác gì so với xe mới hết ạ. Đây, và 2019 tới 2021 nhưng mà xe này chỉ chạy có hơn 5.000 cây thôi quý vị, nên quý vị có thể thấy là cái chất lượng xe khỏi phải bàn nữa ạ. Và những cái mẫu xe khác hãng này thì chúng tôi cũng kiểm tra 100 bản 6 hàng 1 để cam kết quý vị không tai nạn, không ngập nước quý vị. Và quý vị có thể thấy cái cửa sổ trời toàn cảnh này, panoramic này ở trên xe này. Những cái cửa sổ trời này mà nhà quý vị có trẻ nhỏ thì sẽ rất là trẻ nhỏ nhà quý vị sẽ rất là thích ha. Đi du lịch ở đâu mở cửa sổ trời ra không khí mát mẻ. Đây quý vị. Đây số km đây. 5.114 km. Đó. Đây. Thử gửi xuống dây nè. Camera dây rất sắc nét. Ở trên thì có camera hành trình rồi. Đó. Có đầy đủ để phục vụ gia đình quý vị hết rồi. Mẫu xe này thì khỏi phải bàn nữa rồi. Quan trọng là quý vị có thích mẫu xe này và quý vị có chấp nhận được cơ mức giá mà Toyota Tân Cảng đưa ra hay không thôi. 1.025.000.000 đồng cho một mẫu xe lướt chạy hơn 5.000 cây, đời 2019, màu đen, mang bản số tại thành phố Hồ Chí Minh. Đó, thì đây là tất cả những thông tin của mẫu xe này. Quý vị có nhu cầu vui lòng liên hệ hotline hoặc đến trực tiếp Toyota Tân Cảng gặp Khiêm để tôi có thể tư vấn và hỗ trợ quý vị tốt nhất ha. Cảm ơn quý vị đã theo dõi video. Xin chào và hẹn gặp lại ạ.